vị cao niên, chúng tôi xin được phép giới thiệu với quý vị một cảm nghĩ của một giới trẻ đến với hội chợ Tết ngày hôm nay. Xin mời một em đại diện cho giới trẻ thuộc Trung tâm Việt ngữ Lạc Hồng lên sân khấu. Em rất hãnh diện để được thay mặt cho các bạn trẻ và các thiện nguyện viên hội của phụ huynh và giáo chức Việt Nam tại Trung tâm Việt ngữ Lạc Hồng. Thay mặt chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị hiện diện nơi đây để cùng đón một ngày hội mừng xuân Tân Mão năm 2011 tại Sacramento này. Em rất vui khi được nhìn thấy mọi người, đặc biệt là các bạn tham gia lễ hội xuân, một ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt chúng ta. Em rất tự hào là một người Việt dù bất cứ ở nơi nào, chúng ta vẫn không quên được nguồn gốc và luôn cố gắng bảo tồn văn hóa Việt Nam. Cũng vì lý do này, em muốn tham gia thiện nguyện trung tâm Việt ngữ Lạc Hồng hầu như để đóng góp một chút sức mạnh của mình trong việc bảo tồn văn hóa phát huy của Việt Nam ở tại hải ngoại. Em rời Việt Nam hồi em học lớp 2 và ngày lễ này là cũng là một dịp em tìm hiểu thêm về văn hóa chúng ta. Em rất cảm ơn quý vị đã tạo điều kiện cho chúng em và gia đình có một mùa xuân vui tươi và không quên truyền thống xuân dân tộc cũng nơi quê hương thứ hai của chúng em. Em cũng xin cảm ơn hội phụ huynh học sinh và giáo chức Việt Nam, Trung tâm Việt ngữ Lạc Hồng đã cho em một cơ hội đứng đây để nói lên cảm nghĩ của mình. Trước thềm năm mới, em xin kính chúc toàn thể quý vị năm Tân Mão 2011 được vạn sự như ý. Em xin kính chào quý vị. Cảm tưởng của một giới trẻ đã nói lên cái cảm tưởng của mình và lý do tại sao em tham gia vào cái hội Tết ngày hôm nay. Và sau đây, sau cái phần nghi thức thì chúng tôi xin mạn phép giới thiệu với quý vị một đại diện của ban tổ chức, tức là một đại diện của cái hội cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Sacramento, có đôi lời cảm ơn đến quý vị quan khách, đồng thời tuyên bố khai mạc cái ngày hội chợ Tết ngày hôm nay. Xin mời đại diện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, xin mời ông Phan Dương lên sân khấu. Quý vị đại diện các tôn giáo, kính thưa quý vị chủ tịch các hội đoàn và đoàn thể, tôi là Dương Phan, xin mạn phép được đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt có lời chào mừng cùng tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, như thông lệ hàng năm, cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đứng ra tổ chức cái lễ hội Tết cho cộng đồng Việt Nam ở Sacramento để tạo một dịp sao cho các đồng hương có dịp gặp gỡ với nhau để hàn huyên tâm sự và cũng như chúc tụng lẫn nhau, cùng nhau chào đón một năm mới với một niềm hy vọng mới. Nhân đây, chúng tôi cũng xin được mặt phép đặc biệt cảm ơn các đoàn thể sau đây đã góp một bàn tay vào cái lễ hội chợ tới hôm nay. Thứ nhất, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn hội cao niên đã cống hiến một buổi lễ nghi thức cổ truyền rất là trang trọng. Thứ đến, chúng tôi xin được cảm ơn ông Nguyễn Hữu Hiến, chủ tịch cộng đồng người Việt ở thành phố Tóc Tôn, để lên đây nói lên về ý nghĩa cao đẹp của ngày Tết đối với dân tộc Việt Nam nói chung và đặc biệt dành riêng cho giới trẻ nói riêng. Và chúng tôi cũng không quên Trung tâm Việt ngữ Lạc Hồng đã đào tạo các em nói tiếng Việt, duy trì cái nền phong tục tập quán và duy trì cái văn hóa của Việt Nam. Có người ông đã nói tiếng Việt còn là nước Việt còn. Trung tâm văn hóa Lạc Hồng đã dày công dạy dỗ các em để duy trì tiếng Việt cũng như là mục đích đã bồi đắp cho giang sơn Việt Nam còn mãi mãi ở nước ngoài, và hy vọng một mai nào đó chúng ta sẽ trở về
trong niềm vui hân hoan đó. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị đồng hương đã bỏ công những ngày cuối tuần quý báu đến đây tham dự chợ Tết cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Và thay mặt cho tất cả anh em, chúng tôi xin được long trọng tuyên bố khai mạc hội chợ Tết năm Tân Mão ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Khai mạc đã tạm kết thúc. Và sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý đồng hương, chúng ta hãy cùng ở lại với nhau suốt ngày hôm nay và ngày mai để thưởng thức những cái chương trình văn nghệ và rất là phong phú và hào hứng. Bằng chứng là chúng ta sẽ võ đường Bình Định. Xin mời các em chuẩn bị ra sân khấu. Go! Xin chào quý vị. Võ đường Bình Định. Trước khi biểu diễn, có đôi lời giới thiệu về đôi nét về võ Bình Định qua hai em Quỳnh Anh và Minh Ái. Tây Sơn Bình Định là một địa danh võ thuật từ thế kỷ 18, vua Quang Trung, Nguyễn Huệ. Nơi đây cùng là nơi phát tích của nhà Tây Sơn mà lịch sử đã ghi dấu ấn những chiến công hiển hách của hoàng đế Quang Trung. Với một đội quân được luyện tập nhuần nhuyễn về võ thuật, võ Bình Định ra đời rất sớm, quy tụ những võ sư tài giỏi mọi miền về đây và hình thành các môn phái, sáng tạo những bài quyền, bài kiếm, bài thương độc đáo. Những bậc thầy Bình Định một thời vang tiếng như võ sư Trần Phú Đáo, Hồ Văn Hợi, Hồ Cưu, Hồ Phước, Trần Thế Kỷ và Mai Văn Hùng đã rèn luyện nhiều thế hệ học trò. Hiện vẫn kế tục và phát triển võ nghiệp. Các đòn thế võ Tây Sơn rất hiểm hóc, ra đòn nhanh, biến hóa, khôn lường. Lấy thủ làm công, lấy công giữ thủ song toàn, hư thật bất phân, khéo léo trăm bề. Tư thế nghìn nẻo làm cho đối phương rất khó chống đỡ. Lối võ dùng yếu thắng mạnh, dùng mềm thắng cứng, võ või trước hết là để giữ mình, để làm người trượng phu giúp đỡ người yếu thế. Do đó, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là những quy pháp trong võ thuật. Sau đây là những bài võ Bình Định do tất cả võ sinh Bình Định Sacramento trình diễn. Was originally developed in central Vietnam in the 18th century from the king Quang Trung Thái Sơ Nguyễn Huệ, home of Vietnam's martial spirit. The Thái Sơ insurrection created an environment that forced Bình Định martial arts to increase its quality. The king Thái Sơ Nguyễn Huệ were savage fighters and initially successful beyond any expectations. Part of the explanation for their battlefield successes was Võ Tây Sơn, often known as Võ Bình Định. Legend, folk songs, documents, and scholars have all recorded Bình Định's role as the nation's premier location for martial art devotees. Master Mai Văn Hùng, who originally from Bình Định, learned many styles in Bình Định to unify their respective disciplines under a single fighting system called Võ Bình Định. Võ Bình Định practices for good health, sound mind and sound body, and self-defense, which contributed to Vietnam's establishment through Viet history for fighting for self-survival and development of Vietnamese. The Võ Bình Định spirit of freedom still strong. Martial arts training into Vietnamese culture. The best weapon forms in Bình Định are staffs, swords, sabers, and spears. Gôn, game, đao, and thương. Now here are the performances of Bình Định students' martial arts. Xin mời quý vị thưởng thức những tiết mục biểu diễn của các em võ sinh võ đường Bình Định. Đi xuống con. Chị Hạnh ơi. Nè,